0 giờ sáng nay, ổ dịch lớn nhất Hà Nội ở ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung được gỡ phong tỏa sau hơn một tháng cách ly y tế. Cho tới sát thời điểm thực hiện lệnh gỡ phong tỏa, mọi quy định an toàn dịch vẫn được kiểm soát chặt. Nhiều người dân của phường Thanh Xuân Trung ở khu cách ly được trở về nhà. Trước đó, từ việc hai mẹ con ở ngõ 330 có kết quả dương tính, được Sở Y tế Hà Nội công bố vào sáng ngày 23 tháng 8. Đến nay đã có hàng trăm ca nhiễm liên quan đến ổ dịch này. Các bệnh nhân chủ yếu tập trung tại ngõ 328, 330, Nguyễn Trãi và khu vực lân cận. Trong thời gian phong tỏa, tất cả người dân đều có sức khỏe ổn định, không có triệu chứng ho sốt và chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch. Học cơ sở Trung học phổ thông Thạnh An, huyện Cần Giờ lên phương án đón 131 học sinh các lớp 6 đầu cấp học trực tiếp từ ngày 14 tháng 10 tới đây. Phương án đã được trình lên Ủy ban Nhân dân Sở Giáo dục Đào tạo huyện Cần Giờ. Số học sinh trở lại dự kiến ở 2 lớp 6, 2 lớp 9 và 1 lớp 12. Thời khóa biểu được chia 50% học trực tiếp, còn lại học trực tuyến. Tất cả lớp còn lại vẫn học trực tuyến. Hiện trường có 27 giáo viên, trong đó 24 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine trên 2 tuần. Theo dự thảo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống COVID-19, trường tự đánh giá đạt 95 theo thang điểm 100, tức mức độ an toàn cao. Nếu phương án được chấp thuận, đây là trường đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh tổ chức dạy học trực tiếp trong năm học 2021-2022. Thưa quý vị, một trong những điều kiện đầu tiên để thành phố Đà Nẵng đưa cuộc sống người dân trở về trạng thái bình thường mới là từng bước mở cửa trở lại các hoạt động dịch vụ thiết yếu. Trong đó, ngành y tế Đà Nẵng đã vận hành trở lại các cơ sở y tế trên toàn địa bàn, đón bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Đáng chú ý, bệnh viện hoạt động lại đi kèm với tiêu chí an toàn, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch được siết chặt hơn trước. Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Đà Nẵng để tiến đến trạng thái bình thường mới, hiện tất cả các khoa khám chữa bệnh đều đã hoạt động trở lại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Bệnh viện cũng tăng cường nguồn nhân lực khi lượng bệnh nhân tăng cao. Cái trạng thái mới này theo tôi thì người ta gọi là sống chung với dịch đó. Thì thực ra cái khái niệm này chúng tôi đã có từ lâu, và tôi nghĩ rằng trong thời gian tới thì chúng tôi không có xem đây là một bệnh dịch thông thường, bệnh dịch mà nó là một bệnh lý thông thường, nhưng có đặc tính là lây nhiễm cao, và chúng tôi cũng sẽ có những cái quy trình quy chế riêng để đảm bảo rằng công tác phòng chống dịch nó an toàn và vừa đảm bảo thuận lợi cho người dân đến khám bệnh. Nhiều cơ sở y tế trên địa bàn Đà Nẵng cho biết thời điểm này khi các hoạt động dần được nới lỏng, số lượng người dân đến khám chữa bệnh tăng gấp đôi so với thời điểm thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Vì thế để đảm bảo các điều kiện tiêu chí kép về phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới, được các bệnh viện thận trọng lên phương án từ trước khi sẵn sàng mở cửa trở lại. Mặc dù trong tình hình mới, nguy cơ dịch bệnh có thể giảm xuống, nhưng mà bệnh viện vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình khám chữa bệnh sàng lọc những bệnh nhân đến khám. Nguy cơ dịch bệnh nó vẫn rất là tiềm ẩn, nghĩa là vừa đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân, vừa đảm bảo nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch để đảm bảo tốt nhất cái khám chữa bệnh trong tình hình mới hiện nay. Để đạt được mục tiêu sống chung với dịch bệnh, chính quyền Đà Nẵng từng bước khôi phục lại các hoạt động, trong đó các cơ sở y tế mở cửa đón bệnh nhân trở lại trên toàn địa bàn được xem là một trong những bước đi đầu tiên để hoàn thiện lộ trình đưa cuộc sống người dân về trạng thái bình thường mới cùng với việc phủ sóng vaccine. Thành phố Đà Nẵng trong thời gian vừa qua thì cũng được Bộ Y tế phân một số lượng vaccine tương đối nhiều, và chúng ta cũng đã có một cái chiến lược rất là kỹ trong vấn đề tiêm vaccine cho đối tượng, những cái đối tượng nguy cơ. Thì với ba cái chiến lược đánh nhóm để mà ưu tiên cho công tác tiêm chủng thì chúng ta cũng đã thực hiện đồng bộ và đã đạt được một cái kết quả tương đối là tốt. Dự kiến vào đầu tháng 10 tới, Đà Nẵng tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội, áp dụng chỉ thị 19, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ lưu thông hàng hóa, tổ chức dạy và học với những biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19. Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội vừa có phương án sản xuất an toàn trong tình hình mới gửi các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp. Trong đó có nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới và bỏ áp dụng phương án 3 tại chỗ. Cụ thể, doanh nghiệp hoạt động tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội được nới lỏng để hoạt động nhưng vẫn phải đáp ứng một số điều kiện phòng chống dịch bệnh. Các doanh nghiệp thành lập tổ xét nghiệm tự nguyện tại doanh nghiệp, phối hợp với các đơn vị đủ điều kiện để thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho người lao động định kỳ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Các doanh nghiệp chưa có bộ phận y tế có thể phân công cán bộ làm công tác y tế hoặc thành lập bộ phận y tế của doanh nghiệp theo quy định của Nghị định 39/2016 của Chính phủ. Đồng thời quản lý chặt chẽ người lao động làm việc tại doanh nghiệp, phối hợp với chính quyền địa phương, kiểm soát di biến động của người lao động, báo cáo tăng giảm lao động đến Ban Quản lý, UBND các quận, huyện nơi hoạt động. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, chỉ số tia cực tím cực đại tiếp tục duy trì giá trị rất cao ở các tỉnh, thành phố, khu vực từ Huế trở vào. Một số nơi có thể đạt giá trị tia cực tím cao nhất là 10, như là tại thành phố Hồ Chí Minh hay là Nha Trang. Theo đó, chỉ số tia cực tím cực đại tại các tỉnh, thành phố, khu vực miền Bắc có giá trị cao nhất là 7 đến 8, với nguy cơ gây hại ở mức cao. Trong khi đó, các tỉnh, thành phố, khu vực miền Nam có giá trị này phổ biến trong ngưỡng 9 đến 9,9, tương ứng với nguy cơ gây hại ở mức rất cao. Chỉ số tia cực tím đạt mức cực đại trong ngày 28 tháng 9 như sau. Thành phố Nha Trang ở mức 9,9, thành phố Hồ Chí Minh ở mức 9,7, thành phố Hải Phòng và thủ đô Hà Nội ở mức 8,2. Thành phố Huế ở mức 9 và thành phố Hội An là 9,1. Với chỉ số này, tia cực tím đã vượt ngưỡng an toàn rất nhiều lần, bởi theo khuyến cáo của ngành y tế, chỉ số tia cực tím ở mức an toàn là dưới 3, còn trên ngưỡng 3 là gây ra nhiều tác hại với sức khỏe. Gói hỗ trợ 38.000 tỷ đồng trích từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân của người lao động đăng ký với doanh nghiệp. Nếu đã nghỉ làm, người dân đăng ký nhận hỗ trợ ở địa phương. Gần 13 triệu lao động và 38.000 đơn vị sử dụng lao động được thụ hưởng chính sách hỗ trợ lần này. Đơn vị sử dụng lao động được giảm đóng từ 1% xuống 0% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 12 tháng, từ mùng 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022. Tổng số tiền hỗ trợ cho doanh nghiệp, người sử dụng lao động là 8.000 tỷ đồng. Đối với gần 13 triệu người lao động thụ hưởng chính sách từ 30.000 tỷ còn lại, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chi trả qua tài khoản ngân hàng cá nhân của người lao động. Mức hỗ trợ dao động từ 1,8 đến 3,3 triệu đồng, phụ thuộc vào thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Người dân đang làm việc tại doanh nghiệp chỉ cần phối hợp để cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân của mình để doanh nghiệp bổ sung vào danh sách gửi cơ quan bảo hiểm xã hội. Đối với người lao động bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 và đã ngừng việc tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc không còn ở doanh nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội của tỉnh, huyện, thành phố nơi cư trú sẽ tiếp nhận đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ của người lao động không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố đề nghị triển khai thử nghiệm phần mềm kiểm soát lái xe và người đi cùng trên xe ô tô vận tải hàng hóa bằng mã QR của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Cục C06 Bộ Công an thay cho mã QR của ngành Giao thông Vận tải. Trên cơ sở hướng dẫn của Cục C06 Bộ Công an triển khai thống nhất phần mềm quản lý công dân di chuyển nội địa phòng chống dịch COVID-19 kể từ 18 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai áp dụng thử nghiệm phần mềm kê khai thông tin đối với người trên xe ô tô vận tải hàng hóa tại địa chỉ sứckhoe.dâncưquốcgia.gov.vn. Khi sử dụng phần mềm của Cục C06, người trên ô tô vận tải hàng hóa sẽ thực hiện kê khai thông tin, phần mềm sẽ cấp QR code theo hướng dẫn kèm theo. Lái xe in mã QR của mình ra khổ giấy A5 và dán trên kính xe phía trước, kính hai bên thành. Mỗi phương tiện sẽ có một mã QR cố định được tạo ra ở lần kê khai đầu tiên. Khi đổi xe khác, chỉ cần truy cập vào phần mềm để cập nhật lại thông tin về phương tiện và thông tin khác nếu có thay đổi. Lấy mã QR đã in dán lên xe mới trước khi điều khiển phương tiện để vận chuyển hàng hóa. Covid-19 đang gây ra nhiều khó khăn cho người lao động. Các chuyên gia cho rằng khoản trợ giúp xã hội cho lao động mất việc làm do dịch Covid-19 còn khiêm tốn so với mức thu nhập bình quân. Vì vậy, chính phủ cần xem xét nâng mức hỗ trợ này. Theo các chuyên gia, mức hỗ trợ cố định 1 triệu đồng đối với lao động mất việc làm và 1,8 triệu đồng đối với trợ cấp tiền lương chỉ tương ứng 17 và 30% mức thu nhập bình quân hàng tháng ở Việt Nam trong quý 2 năm 2020. Mức hỗ trợ của các gói đều thấp và không đáp ứng mức sống tối thiểu. Quan trọng hơn, phần lớn các chính sách chỉ hỗ trợ một lần, tính linh hoạt và kịp thời chưa cao khi trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài và diễn biến phức tạp. Do đó, các chuyên gia kiến nghị chính phủ xem xét nâng mức hỗ trợ cho người lao động bị mất việc làm khi giãn cách xã hội kéo dài, đồng thời để giảm gánh nặng cho doanh nghiệp cũng như vẫn đảm bảo quyền an sinh của người lao động.
Chính phủ cần cân nhắc giảm mức đóng hơn là tạm dừng hoặc là đóng chậm vì việc phục hồi sản xuất cần có thời gian, trong khi gánh nặng đóng vẫn như cũ. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Những trường hợp được áp dụng là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc là hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm sẽ được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021. Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng miễn giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021. Không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2021 và tiền chậm nộp. Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2021 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa và tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Và nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong trạng thái bình thường mới thì mới đây Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết đơn vị dự kiến sẽ tổ chức chạy tàu khách từ ngày 1 tháng 10 khi mà các địa phương dần nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch. Theo đó thì Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ áp dụng chính sách giá vé tàu mới đối với khách hàng mua vé tàu xa ngày và cận ngày khi tàu khách chạy trở lại, dự kiến từ ngày 1 tháng 10 tới đây. Cụ thể, đối với hành khách mua vé đi trên các đoàn tàu khách thống nhất khu đoạn do Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn quản lý, trước ngày tàu chạy từ 2 ngày trở xuống thì giá bán sẽ tăng so với giá vé cùng thời điểm. Ngược lại, hành khách mua vé tàu cách xa ngày đi tàu sẽ được giảm giá vé tùy theo mác tàu và cự ly vận chuyển. Trước đó, thì Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng đã dự kiến hai phương án tổ chức chạy cơ tàu khách mùng 1 tháng 10 khi mà các địa phương dần nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch. Ngoài ra, thì Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục tổ chức chạy các đoàn tàu chuyên biệt vận chuyển công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về địa phương khi có nhu cầu. Thưa quý vị, với người cao tuổi, khi gặp tai nạn khiến gãy xương chân, tay hay là đùi thì thường là khó phục hồi. Chưa kể đến là với những người có bệnh lý nền, việc can thiệp điều trị thường gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với những kỹ thuật hiện đại, nhiều người hơn 100 tuổi đã có thể được điều trị thành công. Vâng, và mới đây tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, thành phố Hà Nội đã thực hiện thành công ca phẫu thuật thay khớp háng cho bệnh nhân 101 tuổi, giúp cho người bệnh có thể có cơ hội sớm được đi lại bình thường. Cụ bà 101 tuổi này nhập viện trong tình trạng bị gãy kín liên mấu chuyển xương đùi trái. Bệnh nhân lại có bệnh lý nền là tim mạch, tăng huyết áp, thiếu máu, suy kiệt. Các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp cần được phẫu thuật thay khớp háng sớm để bệnh nhân có thể ngồi dậy, tập luyện và tránh các biến chứng nặng. Vượt qua những khó khăn trước phẫu thuật do bệnh nhân mắc nhiều bệnh lý nền nguy hiểm, kíp phẫu thuật đã kết hợp với kíp gây mê tiến hành thành công ca phẫu thuật, giúp cho người bệnh có cơ hội sớm bước đi trở lại. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, ngồi dậy vận động tốt. Những trường hợp mà bệnh nhân lớn tuổi như này thì trước đây thì cái y học chưa phát triển như bây giờ, thì thông thường là sẽ cho bệnh nhân về thì sẽ bệnh nhân sẽ vì là gãy tổn thương như vậy sẽ rất là đau thì bệnh nhân sẽ không ngồi dậy được và gia đình sẽ không chăn trở được, bệnh nhân sẽ nằm lâu và sẽ gây rất là nhiều biến chứng, cụ thể như là sẽ gây viêm phổi này, sẽ gây xẹp phổi, gây viêm bàng quang, loét tì đè, tắc mạch, và những cái biến chứng đó thì đã sẽ làm cho bệnh nhân tử vong. Nhưng ngày nay thì khác rồi, với sự phát triển của y học, điều kiện phương tiện kỹ thuật của bác sĩ tốt, điều kiện gây mê tốt thì chúng ta có thể phẫu thuật cho bệnh nhân, và khi chúng ta mổ cho bệnh nhân thì sẽ sau khi mổ cho bệnh nhân thì ngay ngày hôm sau là có thể cho bệnh nhân ngồi dậy được, và chúng ta làm lý liệu pháp hô hấp thì sẽ tránh được những cái biến chứng như tôi vừa nói và sẽ tránh được cái tử vong cho bệnh nhân. Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây giờ này triển khai một số các kỹ thuật mới như thay khớp háng, ngoài ra còn phát triển một số cái kỹ thuật mới như sẽ tiến tới mổ về nội soi khớp gối, về cái đứt dây chằng chéo và một số các bệnh khác về khớp gối, khớp vai.
bên còn ngoài một số các chuyên ngành khác như sản có thể triển khai cắt tử cung, nội soi, và tiến tới sẽ phát triển cái hỗ trợ hiếm muộn cho các bệnh nhân ở trong vùng. Ở bên còn những cái kỹ thuật khác như triển khai cái tán sỏi nhiều mật, nội soi trong mổ và mổ nội soi cũng như mổ mở, còn nhiều kỹ thuật khác mà hiện tại bệnh viện đã cử các kíp phẫu thuật đi học đã tương đối hoàn thiện. Bây giờ chủ yếu là dựa vào đợt này sẽ triển khai máy móc về là sẽ triển khai tốt những các kỹ thuật đấy. Trước đây kỹ thuật thay khớp háng cho những bệnh nhân trên dưới 100 tuổi nếu không may bị gãy cổ xương đùi chưa từng được thực hiện. Thời gian gần đây, kỹ thuật này đã được triển khai thành công tại bệnh viện và đã cứu chữa cho nhiều trường hợp bệnh nhân trên dưới 100 tuổi.